Dạ chào mừng tất cả quý cô chú anh chị đang đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương. Thì hôm nay thì có một cái người anh cũng muốn tham gia cái chương trình để mà tìm một nửa yêu thương của mình. Dạ em chào anh nha. Dạ anh chào em Thái, Kết Nối Chương Trình Yêu Thương. Dạ thì trước tiên thì mình hãy tự giới thiệu về tên cũng như là tuổi và mình đến từ đâu vậy anh? Mình xin tự giới thiệu, mình tên Quỳnh Văn Quán, sinh năm 1966. Hiện đang làm bảo vệ ở Bình Tân. Dạ. Quê hương thì ở Kiên Giang. Dạ. Thì hôm nay là anh đến với chương trình thì anh chia sẻ về cái tình trạng hôn nhân của mình đi anh. Thì mình xin trình bày về trong cái sự hôn nhân của mình thì nói chung ra vợ chồng ly hôn với nhau là coi như từ năm 2016. Dạ. Là cho đến nay. Thì cũng bất đồng ý kiến trong tiếng nói sẽ sống chung rồi, cho nên là vợ chồng chia tay là có quyết định ly hôn rõ ràng. Dạ, mình có bao nhiêu người con anh? Dạ, mình có hai đứa con gái. Dạ. Năm nay thì nó cũng lớn hết rồi, nó cũng sống chụp cái cuộc sống trong cái cuộc đời là tu hành, nó không có sống ngoài đời. À. Và hiện nay là anh là làm bảo vệ. Đúng rồi. Là hiện tại là mình làm như vậy thì cái thu nhập của mình nó có ổn định không anh? Làm bảo vệ thì nói chung thì nó cũng nhiều cái ca, thí dụ như là mình ca làm ca 12 thì nó chỉ có lương có 7 triệu thôi. Dạ. Còn nếu mà làm ca 24 thì nó lương của nó 12 triệu. Dạ. Thì nếu mà mình khả năng sức khỏe mình có thì mình làm ca 24, còn nếu mình yếu thì mình làm ca 12. Dạ. Và hôm nay thì anh đến với cái chương trình của tất cả mấy anh em ở đây thì cái tiêu chí mà lựa chọn một người phụ nữ của mình như thế nào thì anh có thể chia sẻ nha. Dạ. Thì trong cái chương trình Kết Nối Yêu Thương này cũng là cái nhịp cầu để cho những cái trường hợp như là như tôi, rồi những bạn nữ là cùng là giống như trong cảnh ngộ là gia đình người thì mất chồng, người thì ly hôn, rồi vân vân, là nói thẳng ra là cô đơn. Thì muốn tìm với nhau để đến với nhau để rồi là kết nối cái khoảng đời còn lại, cùng là để rồi chia sẻ trong sự sống, để rồi lo lắng cho nhau lúc ốm lúc đau lúc bệnh của tuổi già. Rồi coi đó là cái mong muốn là lên đây để rồi được là hợp tác với là coi như là bên chương trình Kết Nối Yêu Thương có thể là giúp đỡ tạo điều kiện cho, để rồi là chúng tôi được là có điều kiện để rồi cùng là chia sẻ với nhau trong cái chương trình Kết Nối Yêu Thương này. Dạ. Mình có đặt ra cái tiêu chí gì không? Mình không thích ở người phụ nữ là ở những cái chỗ nào? Nói chung cái tiêu chí thì nói tôi thì ai cũng vậy, mình cũng phải mong muốn gặp người vợ là hiền lành, siêng năng, rồi để cùng lo trong sự sống của mà cái tuổi ta già. Là cũng lớn với nhau rồi, năm nay thì tính ra tuổi thì nó cũng là cũng gần thập cổ ly hy rồi. Dạ. Thì để bước hành trình chữ sống của tôi già để rồi cùng lo lắng là quan trọng là cái điều bệnh đau. Còn nói về cái tiêu chí của một cái người phụ nữ thì ai cũng muốn mình có một người vợ là ngoan hiền, rồi đạo đức tốt, để rồi cùng là hành trình trên cái quãng đời còn lại. Dạ. Mình có mong muốn là cái người phụ nữ đó là mình cần có công việc ổn định hay là có nhà cửa gì không anh? Thật sự ra thì bây giờ mình á, xét về khả năng mình á, thì mình cũng đang sống rồi, cũng như là trong cái quá trình thì đang ở là nhà trọ. Rồi còn về phụ nữ đó, nếu mà coi trên cái clip của cái chương trình Kết Nối Yêu Thương này, nếu mà trong cái dịp may mắn của con người với nhau, thí dụ như tình cảm là cái quan trọng, rồi trong cái cảm nhận để rồi thích với nhau rồi đến với nhau, chứ còn thật sự ra ai thì cũng muốn trong cái sự là ấm áp giàu có để rồi sung sướng trong nệm ấm chăn êm, nhưng mà đó là cũng cái sự may mắn với nhau thôi, chứ còn thật sự ra cái vật chất thì nó nằm bề ngoài của con người. Khi con người chúng ta sống thì chúng ta tôn trọng nó, chứ mà thật sự chúng ta mắt nhắm lìa trần rồi thì cũng chẳng cần gì tới giờ. Nó thẳng là vật chất tài sản, nó cũng là nó nằm bề ngoài của con người. Dạ. Yeah. Thì anh có mong muốn là một người phụ nữ đó là mình giới hạn ở cái độ tuổi từ bao nhiêu tới bao nhiêu không? Nói chung cái tuổi thì
nó cũng phải từ bằng mình để rồi xuống vài tuổi thôi, chứ còn trẻ quá thì người ta nói mình ham hố. Còn này mới lớn quá thì cũng một tuổi và hai tuổi, chứ còn lớn quá thì đâm ra ở xã hội thì cũng bình luận người ta nói là này kia. Và anh có giới hạn cái vùng miền hay là tôn giáo gì không? Với em anh không giới hạn, bởi vì Nam Bắc cũng chung một nhà mà, trong đất nước Việt Nam mình là được, không phân biệt là tôn giáo hay là chủng tộc, là người dân đất nước Việt Nam mình là được hết. Đó, hiện nay thì anh là một người làm bảo vệ. Đúng rồi. Đó là ở nhà thuê, ở nhà trọ đó ha. Đúng rồi. Là hiện nay là ở dưới quê của mình có nhà gì không anh? Nói chung là lúc chia tay vợ thì mình ra đi để rồi nhà cửa là cho vợ cho con, chứ mình không có lấy, nhưng mà cũng lúc đó thì cũng có một số tiền rồi, nhưng mà nó cũng hết rồi. Vậy cho nên là nhà thì nó thẳng là thôi giờ trắng tay đi, cũng như của ở ngoài đầu ngón tay mà, thì mình làm mình chịu tạo thì chịu có, còn không làm thì nó không có thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Thì vừa qua thì cái tiêu chí của anh đưa ra thì nói chung nó cũng khá là đơn giản. Cho mấy chị hoặc là mấy cô nếu mà có nghe được cái tiêu chí của anh thì chắc chắn là sẽ kết nối với mình để mà tìm hiểu như thế nào. Và hiện nay là mình đang ở Sài Gòn ha. Dạ, mình đang làm cái công việc là bảo vệ ở Sài Gòn, thì qua cái tiêu chí như vậy đó, nãy giờ nếu mà những chị hay là những cô nào mà mình có muốn kết nối với anh thì hãy liên hệ qua số điện thoại trên màn hình của tất cả mấy anh em ở đây đó, để mà mình kết nối với anh thì trước hết là mình làm bạn trước đi, rồi sau đó là mình tìm hiểu coi như thế nào có hợp tình hợp lý hay không. Và bên cạnh đó là nếu mà những chị những cô nào mà muốn kết nối thì mình phải lên chương trình giống như là anh đang hiện diện ở đây, để mà lên chương trình để mà mình mới biết được người như thế nào đó. Khi mà mình lên chương trình là có rất là nhiều người xem, có thể là bạn bè, bà con, dòng họ của mình xem. Nếu mà mình có những cái lời nói nào mà không đúng thì người ta sẽ bình luận vào để cho biết được cái người đó như thế nào đó. Thì thật sự khi mà lên cái chương trình kết nối này á thì mình có sao thì mình nói vậy đó, để mà người ta thường nói là chân tình thì sẽ chạm tới trái tim, nên là mình cứ thật lòng đi thì sẽ tìm được những người thật lòng thôi. Và hôm nay thì anh đến với chương trình của em thì anh có cái lời nào muốn gửi đến cái mấy chị mấy cô mà chuẩn bị chọn mình không? Thực ra thì mình cũng có tâm nguyện gửi đến với các anh, các chị. Thì nói chung ra tuổi đời chúng ta cũng đã xế, đã nói là gần cái bằng, nó gần đất xa trời rồi. Cho nên là muốn tìm lại một cái hơi ấm để chân tình trong cái lúc của tuổi già với nhau là điều quan trọng. Để rồi cùng nắm tay với nhau, rồi thắt chặt tay với nhau, đi hết đoạn đường cuối, để rồi cùng lo với nhau trong phận sự của là trách nhiệm của con người với nhau, là mang lại cái hạnh phúc cuối đời của mình. Chứ còn thực tế ra vật chất thì anh cũng xin trình bày với em là nó là nằm bề ngoài của con người. Ví dụ như một cái cô đó giàu sang thì cái tiền của cổ hay là nhà của đất đai của cổ vẫn là của cổ. Còn anh thì có một cái cuộc sống là độc lập, sống là không nương tựa để mà nghỉ dựa vào cái vật chất của người ta. Mình là phải tự dương, tự sống, tự lo, phải làm sao để rồi là mình đảm bảo sự sống mình, còn thừa có thể mình tràn cho người ta, chứ còn đừng có bám níu vào người ta. Bởi vì lên chương trình này thì người ta đã cũng tìm một người ta muốn là để tìm bờ vai nương tựa, rồi mình thì nương tựa với nhau để là làm một cái sự sống để cho nó hài hòa với nhau, chứ không phải là để mình lợi dụng người ta, là để rồi mình kêu bằng là nghĩ cái tài sản của người ta, không nghĩ tới chuyện đó. Mình quan trọng là cái hết mình để rồi cùng lo bằng cái tình cảm sống chân thật với nhau của quãng đời cuối cùng. Đó là cái mong ước của anh, chứ còn không có nhằm vào một cái mục đích của tài sản ai đó cả. Tại vì nếu mà mình lên chương trình mà mình tham gia kết nối yêu thương mà mình cứ nghĩ vào tài sản không á thì chắc chắn cái chuyện kết nối thì nó không có bền chặt được. Đúng rồi. Tại vì khi mà mình lên mà mình thứ nhất là mình phô trương thì trước tiên là sẽ có rất là nhiều những người phụ nữ người ta tìm tới. Và khi mà hai người mà trong cái quá trình tìm hiểu á mà người ta phát hiện ra là những cái lời nói của mình là phô trương, sai sự thật á,
thì trước sau gì cũng tan vỡ thôi. Đúng rồi. Rồi lúc đó sẽ đảo lại cái chương trình tìm mảnh ghép nữa, thì chắc chắn là mọi người là sẽ nhìn nhận được cái điều đó, là mình sẽ không tìm được cái người thứ hai nữa. Đó. Thì quan trọng là mình lên đây thì mình muốn tìm một cái tấm chân tình thôi. Thì qua nãy giờ những cái lời nói của anh thì chắc chắn là những chị, những cô nghe thì chắc cũng sẽ có những người sẽ thấu hiểu và sẽ kết nối với anh. Thì qua cái chương trình này thì em cũng chúc cho anh thì cũng sớm tìm được một nửa yêu thương của mình, để mà cùng nhau xây đắp tương lai, để mà chăm sóc cho nhau đi hết quãng đời còn lại ha. Và bây giờ thì em và anh thì cũng xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở video tiếp theo. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những cái video tiếp theo nữa nha. Mình chào khán giả đi anh. Dạ, rồi, bye bye tất cả mọi người. Xin chào em và xin chào khán giả. Dạ. Yeah.